Đôi dòng cảm nhận về các anh. Tác giả Phạm Thúy Hậu. Giọng đọc và diễn ngâm nghệ sĩ Mạnh Hùng. Biên tập video Ghi Nguyễn. Tôi biết các anh qua mạng xã hội Facebook. Người đầu tiên tôi muốn nói đến chính là kiến trúc sư Nguyễn Thu Hải với cuốn tự truyện Thường Dân. Có lẽ ai đọc cuốn Thường Dân cũng phần nào hiểu được cuộc đời của một người tài ba này. Người thứ hai là nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng. Được nghe giọng ngâm ấm áp dịu ngọt, điệu chèo luyến láy của anh khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Người thứ ba trong bộ ba chính là cựu chiến binh, nhà thi ảnh Trịnh Ngọc Dung. Những bậc đàn anh mà tôi rất trân trọng. Đủ duyên đến đã gặp được nhau. Đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ, vội vã lúc đang dịch dã. Niềm vui khôn tả khi đứng trước mặt tôi kiến trúc sư Nguyễn Thu Hải tài năng, đức độ, với nụ cười đôn hậu, cử chỉ ấm áp, cái nắm tay thật chặt, ánh mắt chân tình. Tôi cũng hiểu tại sao ông lại được cả làng Facebook kính trọng. Duyên thứ hai được gặp nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng và ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung lần đầu tiên tại Văn Yên. Niềm vui bất ngờ, anh em tay bắt mặt mừng như đã quen từ lâu lắm. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng, người chiến sĩ công an nhân dân, là nụ cười dễ mến. Vừa gặp, anh đã hát một làn điệu chèo làm quen. Tay anh nhịp nhàng theo điệu phách. Quê tôi là đất chèo nên dễ cảm nhận. Có thể khẳng định không quá chút nào là anh rất giỏi giang, nhiệt tình. Chất giọng ngâm thơ thì ít ai sánh kịp. Nể anh nhất là niềm say mê với công việc. Có khi 1-2 giờ sáng vẫn thấy anh thu âm. Sự đam mê với nghệ thuật như ngấm vào máu của người nghệ sĩ. Anh Hùng nắm tay tôi và bảo: "Mấy anh em mình chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm nhé." Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn từ một tiền bối: "Ta gả Dung cho Mị đấy." Mấy anh em cười xúc rích. Anh Dung bảo: "Nói dối anh trai nhiều rồi. Lần này em hợp tác cho anh Hải vui. Bác ấy chỉ muốn anh lấy vợ thôi." Lúc này tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt của người thương binh ấy. Anh hiền lành hơn cả trong ảnh đại diện. Hiền từ nụ cười đến ánh mắt. Anh tự đặt cho mình biệt danh ông già nhà quê một cách khiêm tốn. Qua những câu chuyện anh kể về những năm tháng chiến tranh ở đảo Hòn Mê cực kỳ gian khổ và ác liệt. Trong gần 16 năm là quân nhân trong quân đội, dù ở cương vị nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh bộ đội Cụ Hồ. Trở về mái ấm gia đình và quê hương, cựu chiến binh Trịnh Ngọc Dung mang trong mình nhiều vết thương với nhiều vết mổ. Hội đồng giám định của quân đội kết luận mất 71% sức khỏe. Hiện tại, mỗi khi trái gió trở trời đau nhức nhối, nhưng ở anh luôn có một sức sống mãnh liệt và tinh thần lạc quan, yêu đời, hết lòng vì mọi người. Anh không viết văn hay sáng tác thơ, nhưng độ thẩm định của anh rất cao. Anh phân biệt bài nào là hay, bài nào chưa đủ độ chín. Người lính ấy lập nick Facebook đã hơn chục năm. Xem trên thông tin biết anh đã làm hàng ngàn thi ảnh và video cho các câu lạc bộ và mọi người trên thi đàn Facebook mà không hề tính đếm. Nhiều hôm làm việc rất khuya, có lần mệt quá lăn ra ốm. Nhiệt tình với bạn bè như thế đó, chỉ muốn người khác sống vui, sống khỏe. Đối với bạn thân thiết, đối với đồng chí, đồng đội, anh luôn dành sự quan tâm, lo lắng,
dành trọn tình cảm chân tình của mình đối với mọi người. Kiến trúc sư Nguyễn Thu Hải, nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng là cựu chiến binh. Thi ảnh Trịnh Ngọc Dung có một điểm chung là sự đam mê nghệ thuật hiếm thấy dù tuổi tác đã cao. Với riêng bản thân tôi, các anh luôn dành sự ưu ái, thương yêu, cư xử như người thân của đồng đội cũ, luôn hỏi han, động viên, đôi khi che chắn trước bão đời. Từ sâu thẳm trái tim chỉ biết nói lời cảm ơn, rất rất yêu quý các anh. Sau đây, Thúy Hậu xin tặng các anh hai bài thơ. Bài 1, Du Anh. Ngủ đi mình nhé, ngủ ngon. Vết thương trần mạc vẫn còn từ lâu. Mảnh bom đạn ẩn khuất đâu. Mỗi khi trái gió đau đầu. Kinh thương anh khi nhớ lúc quên, đau anh ráng chiều khẽ rên trong lòng. Mồ hôi ướt đẫm thành dòng, lo em vất vả vì chồng, vì bỏ quên xuân sắc ngày son. Lửa yêu thắp lửa, ở tâm hồn tặng. Mong anh quên những ngày đau, em là vợ linh, ở trước sau. Ngủ đi, ngủ nhé, hỡi mình. Bài 2, Tri Âm. Đôi khi chẳng phải vợ chồng, vẫn cùng tâm sự chuyện ông chuyện bà. Quý con thương cháu yêu hoa, đùa vui thơ phu tôi là của nỗi
vần thi họa cùng xem. Bà ơi, đọc hộ chêm sen từ nào. Lướt phây như gió ào ào, luật bằng luật chắc ai nào. Chắc ông rành sửa lỗi từng câu, bà đéo mục kình thuộc lầu rồi khen. Mai sau chẳng nhớ nổi tên, hãy luôn trân quý bạn hiền của